Dạ vâng, clip này thì em quay cho các bác xem có 5 cục đẩy ha. Đấy, phía trước là hai cục Yamaha, hai đèn vu các bác này. Đấy, hai đèn vu ha. Con này thì đời cao hơn. Rồi bên trong là có một con đẩy Đức ha. Đấy, đẩy Đức và một con QSC 1500 này. Bên đây là một con Yamaha ha. Rồi đầu tiên em quay cho các bác xem hai con Yamaha đèn vu này trước này. Đấy, cái con này là con B2200. Cái con này tầm một tuần trước thì em có bán cho các bác ở Sài Gòn ha. Đấy, con này em bán cho bác Sài Gòn này. Đấy, khi mà nhận hàng thì hai vợ chồng bác nhận. Đấy, cô vợ nói là con này đẩy Trung Quốc chứ không phải là đẩy Nhật ha. Đấy, cho nên là hoàn về các bác. Đấy, bác đó nghe cô vợ ha, cho nên là hoàn về. Đấy, con này mà con đẩy Trung Quốc thì em cũng thua luôn này. Đấy, các bác xem ha. Rồi, và đây là đàn ăn của nó đây. Con này là con BC2002M. Đấy, vu màu trắng ha, còn con này vu đen. Rồi, em quay con này trước này, các bác xem mặt mũi còn rất là mới ha. Hai quả sắt hai bên này. Đấy, hai vô lâm hai cân đây. Mặt mũi là còn siêu đẹp luôn. Đấy, con này mà bác kêu đẩy Trung Quốc thì em cũng thua ha. Đấy, các bác xem thử coi. Phải đẩy Trung Quốc không ha. Đấy, mặt mũi rất là mới và đây là phía trên nắp lưng này. Đấy, đợt trước con này rất là nhiều bác gọi luôn này mà không mua được. Đấy, cái bác mua đầu tiên thì lại không nhận hàng ha. Đấy, còn những bác gọi sau rất là nhiều luôn mà người ta không mua được. Đấy, bác nào mà còn nhu cầu thì gọi cho em ha. Đấy, hôm nay có này. Con này thì rất là mới này, các bác xem xung quanh này, chạy 12 sáu sắt ha. Tổng cộng là 12 sáu sắt. Đấy, bên trong đẹp tuyệt vời luôn và tất cả là zin tuyệt đối hết. Đấy, nguồn lớn này, hai tủ lọc lớn này các bác này. 12 sáu sắt. Rồi và tiếp theo là phía sau này. Đấy, nó mới cứng luôn các bác, con này ha. Đường vào là AV hoặc là Canon được cái ha. Đấy, bên B, bên A này. Hai cầu loa đây, trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Rồi, con này điện 100V các bác này. Công suất tiêu thụ là 300W ha. Đây, công suất đặt loa thì không thể đề. Con này thì đáp ứng cho các bác đánh một cặp loa Nhật Bass 40 hoặc là một cặp loa Mỹ Bass 30 ha. Đấy, dùng để nghe nhạc và hát karaoke đều hay hết. Và cái đèn vu này nhảy rất đẹp ha. Giống như là những con Pioneer 7800 á. Đấy, bên trong là có những cái đèn vàng ha, mình mở lên thì có đèn vàng. Đấy, mặt mũi là rất là mới tổng thể ha. Rồi, giá vẫn là 7,5 triệu các bác này. 7,5 triệu là em bao ship toàn quốc ha. Rồi và tiếp theo là một con này thì mạnh hơn đời cao hơn ha. Đấy, Yamaha BC2002M này. Đấy, con này thì vu trắng. Đấy, nhiều bác thích mẫu này hơn ha. Con này thì nó mắc hơn các bác, mắc hơn tới 2 triệu lận. Đấy, bác nào mà kinh phí thấp thì mình chơi con này được rồi. Đấy. Rồi, đây là hai cân hai volume này. Đấy, nút nguồn đây. Mặt mũi cũng còn mới lắm. Bác nào mua thì em sẽ chụp hình ha. Chụp hình thêm qua Zalo cho các bác xem. Đấy, phần mặt mũi này. Hàng Nhật về cũng còn mới lắm. Rồi, đây là nắp lưng này. Đấy, nắp lưng là đẹp rồi. Rồi, đây là bên trong ha. Tổng thể nội thất này. Nó thiết kế cũng giống như con kia. Đấy, tự tự con kia ha, nguồn này giống nhau này, tụ giống nhau này. Đấy, bí mật bên trong tất cả là đẹp xin nguyên bản hết. Đấy, những bóng đèn này các bác này, bóng đèn vàng ha, các bác mở nó sẽ lên đèn. Rồi và cái đời này thì nó chạy 16 sò ha, nó hơn con kia 4 sò, sò sắt các bác. Đấy, tổng cộng là 16 sò sắt ha. Con này thì đáp ứng cho các bác đánh một cặp 40. Đấy, loa Nhật loa Mỹ thì các bác chơi vô tư luôn, một cặp 40 là chơi vô tư ha. Đây, hai cầu loa này, trở kháng là từ 8 tới 16 ohm. Rồi và đường vào của nó là 6 ly hoặc là Canon ha. Đấy, bên B bên A này các bác này. Điện 100V, công suất tiêu thụ là 350W ha, made in Japan đây. Đấy, cái đời này nó không có đề các bác này, đời không đề ha, nhưng mà vẫn là hàng Nhật nổi đó các bác yên tâm ha. Rồi, đây là tổng thể phía sau của con 2002M này. Đấy, rất là mới ha. Rồi, và con này thì giá là 9,5 triệu các bác này. Đấy, 9,5 triệu con này ha. Là em bao ship toàn quốc này. Đấy, 9,500,000 đồng. Là em bao ship ha. Đấy, mức giá rất là tốt các bác. Bình thường con này đợt trước em bán là toàn là 11 triệu ha. 11,5 triệu không à. Đợt này thì giá tốt hơn nhiều rồi. Đấy, 9,5 triệu là em bao ship. Rồi, và tiếp theo là một con đẩy Yamaha giá mềm này. Đấy, con này là con B4500. Con này thì đáp ứng cho các bác chơi một cặp 40 ha, loa Nhật loa Mỹ, giá rất là mềm.
Đấy, mặt mũi thì cũng còn khá là mới ha, hai volume 2 cân này. Đấy, tổng thể con đẩy đây, rồi và nắp lưng đây, nắp lưng cũng còn đẹp ha. Rồi và đây là bên trong nội thất này các bác. Đấy, chạy một nguồn xuyến này, và đây là 6 tủ lọc. Con này nó chạy tổng cộng là 40 sò than ha, nó chạy sò than nhỏ các bác, chạy 40 con. Đấy, tổng thể bên trong đây, xin tuyệt đối hết và hát tốt rồi. Rồi đây là phía sau của đẩy này, đường vào là 6 ly hoặc là canon ha. Đấy, bên A bên B này, hai cầu loa đây. Con này điện 100 ha, công suất tiêu thụ là 400W này, và cái công suất ra loa thì các bác xem đây này. Đấy, tổng là 1400W ha. Đấy, tổng công suất là 1400W các bác. Còn các bác chơi chế độ CT thì nó là 700W một cân chơi 4 ohm ha, còn 8 ohm thì nó tầm 500W một cân. Đấy, các bác chơi một cặp 40 là vô tư ha đối với con này. Rồi con này thì đợt này mức giá nó cũng rất là rẻ ha. Đấy, bình thường nó tầm 6,5 triệu, hôm nay thì nó chỉ có là 5,8 triệu thôi ha, 5,8 triệu thôi. Đấy, 5,8 triệu bao ship toàn quốc này. Rồi và tiếp theo là một con đẩy Đức ha, một con đẩy Đức. Đấy, các bác xem thương hiệu này. Đấy, Oro ha, Bauer này, và cái model của nó là EB2000. Đấy, EB2000 ha. Con này thì tổng công suất là được 1000W các bác này. Đấy, 1000W ha. Để ở đây luôn. Đây, con này là con Behringer ha. Behringer. Đấy, một thương hiệu đến từ Đức này. Và hai volume 2 cân đây. Con này thì nó siêu mới rồi các bác xem này. Đấy, mặt mũi là cực kỳ đẹp ha, và hàng Đức thì các bác yên tâm. Rất là chất lượng, rất là hay và bền bỉ. Đây là phần nắp lưng đây. Rồi, và đây là bên trong ha. Con này tiếng rất hay các bác, đánh khỏe. Đấy, có cái nguồn xuyến nó lớn này các bác này, nặng ha. Đây là tủ lọc đây, tổng cộng là 8 con. Đấy, phía mặt bên trong ha, còn mới hết. Đây các bác xem tủ này. Con này thì chạy 16 sò than ha, sò than lớn. Đấy, bên đây 8 con ha. Bên đây 8 con này các bác này. Tổng cộng là 16 sò than lớn. Rồi, và tiếp theo là phía sau. Đường vào là 6 ly canon ha. Đây, đường ra loa là đường niêu chích cũng được này, hoặc là đường đỏ đen ha. Đấy, hai đường các bác ra đường nào cũng được hết. Đấy, Gemini các bác này, Gemini ha. Đây là cái đường cấp nguồn. Con này thì điện 100V các bác ha. Đấy, hàng Đức xuất nhập. Đây các bác này, điện 100V ha. Công suất nguồn lên tới 1700W này. Đấy, rất là khỏe. Rồi, đây là tổng thể con đẩy Đức ha. Con này đánh từ 48 ohm. Đấy, đáp ứng cho các bác chơi một cặp full 40. Đấy, loa Nhật, loa Mỹ này các bác chơi vô tư. Rồi, Behringer ha, EB2000. Đấy, con này có xin báo giá với các bác là 6,5 triệu ha. 6,5 triệu là em bao ship toàn quốc này. Đấy, 6,5 triệu bao ship. Rồi và cuối cùng là một con đẩy Mỹ QSC. QSC MX 1500A ha. Con này thì rất là quen thuộc rồi. Đấy, ngon bổ rẻ. Mỏng gọn ha, đánh một cặp full 40. Đấy, tiếng cực hay các bác. Con này đánh mạnh ha, mà tiếng nó sáng trưng này. Đấy, đặc trưng của đẩy QSC ha. 2 cân 2 volume đây, nút nguồn này. Mặt mũi còn mới này các bác xem qua ha. Rồi, và đây là nắp lưng đây. Đấy, nắp lưng cũng còn khá là ok, còn mới ha. Rồi, vậy sẽ mở cho các bác xem bên trong. Các bác cho em xíu ha, nó bị kẹt cái nắp. Rồi, bên trong là các bác này, chạy nguồn lớn ha. Và 8 tủ lọc này. Rồi, các bác xem vĩ mặt ha. Tất cả bên trong là đẹp xin hết, đẹp xin nguyên bản hết. Chạy 12 sò than ha, chạy 12 sò than Toshiba của Giao Băng. Đấy, cùng với đó là 12 con bù áp ha, mỗi bên 6 con. Đấy, bên trong tất cả là đẹp xin nguyên bản ha. Rồi, phí mặt đường vào này, quạt trắng nhiệt này. Đấy, đây là cái đường ra loa ha. Rồi, tiếp theo là phần phía sau của đẩy này. Con này đường vào là duy nhất là đường 6 ly ha, cấm đường 6 ly. Đấy, chỗ này có một cái tem bên Nhật họ dán các bác. Đấy, cái này mình lau nó sẽ ra ha. Rồi, cầu loa đây, đánh từ 48 ohm. Rồi, các bác cùng xem này. Đấy, USA ha, con này Mỹ nòi rồi. Công suất 1 cân là 500W 1 cân trên 4 ohm ha. Đấy, tổng công suất được 1000W trên 4 ohm.
Còn 8 ohm thì nó tầm 350W ha, 350-400W gì đấy. Điện 100V ha, con này Mỹ xuất Nhật, điện 100V. Rồi, con này đánh một cặp 40 ha. Quyết sim 1.500, rất là nổi tiếng này các bác, em bán rất nhiều ha, dòng này. Rồi, con này điện 100V, đấy, nó có đời điện 220-230 nữa. Con đấy thì nó mắc hơn ha, con này thì rẻ hơn. Con này em bán 7.500 ha, 7.500 là em bao ship này. Cái con điện 220 thì nó tầm 8 triệu. Rồi con này 7.500 em bao ship. Rồi bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, Zalo và số điện thoại của em ha. 0981 384 842. Và em cũng xin chào các bác nhé.